hai anh em, thì tầm giá 400 á, anh em sẽ có thể trang bị trên mình một cái đai cũng như một cái điểm chuẩn nhật luôn ha anh em. Ở đây á là mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái điểm lưng và một cái dây thắt lưng dành cho những anh em nào mà đang muốn chuẩn bị đeo một cái bộ đai á, thì hai cái món này cũng khá là cần thiết ha anh em. Thì ở đây á, là cái đai và cái điểm lưng mình á là được sản xuất ở bên Trung Quốc nha anh em, nhưng mà ý mà nói là cái chuẩn á, là cái chuẩn khi mà anh em đeo cái dây điểm lưng á, đây khi mà chúng ta đeo điểm lưng hay là thắt lưng á, mà pha qua cái phần chậu xương chậu của mình á để bảo vệ cái xương chậu của mình á, nhưng mà phía trước á, phía trước bụng mình nó còn một cái khoảng hở chỉ có cái khóa bấm không á, thì giúp cho anh em có thể là dễ dàng ngồi thao tác hơn á, thì mình gọi cái chuẩn này thì mấy anh Nhật anh đa số anh đeo như vậy ha, mình sẽ gọi là chuẩn Nhật ha. Đây thì đây là trên tay của mình á là một cái điểm lưng GTX, thì cái điểm lưng này á là trước giờ mình bán hầu như là ngày từ xưa tới bây giờ luôn ha anh em, nó rất là thông dụng rồi. Với cái thiết kế của nó là cái phần mút ở bên trong đây á là có cũng trang bị là cũng khá là dày, giúp cho anh em đeo mang lại một cái cảm giác là nó mềm mại nhất có thể luôn ha. Đó, và bên ngoài đây á nó sẽ có những cái con đĩa, để những cái con đĩa để anh em có thể xỏ cái dây thắt lưng mình vào. Những cái con đĩa này nó thiết kế khá là thông minh ở một chỗ á là ở đây, mình chỉ cần là gỡ con đĩa này ra rồi sau đó mình luồn mình cho cái cây dây thắt lưng mình vào đây thôi, thì nó sẽ đỡ cái thời gian khi chúng ta phải gỡ từng cái thắt lưng mình ra ha. Rồi ở phía trên đây anh em, nó sẽ có một cái phần điểm cứng nè. Cái phần điểm cứng này á, khi mà anh em đeo những cái túi nặng nè hay là những cái móc máy khoan mà nó nặng á, nó làm chì cái dây thắt lưng này của mình á, thì anh em có thể là bắt cái lỗ, rút cái lỗ đây, anh em sẽ rút dây rút hay là anh em khoan cái con ốc để những cái túi à, đây ví dụ như những cái túi này đi mà nó đeo nặng á, thì anh em có thể là bấm cho nó dính vào đây luôn, thì giúp cho anh em khi mà đeo á thì nó sẽ chịu lực vào nguyên cái điểm này, nó không làm trùng cái cọng dây thắt lưng của mình ha. Đó. Ở trên cái bộ điểm này á thì nó sẽ trang bị cho anh em hai cái móc đeo. Cái đây á, cái móc này anh em có thể là đeo móc chìa khóa nè, đeo cái mấy cái mỏ lết hay là mấy cái cờ lê nhỏ nhỏ anh em có thể đeo lúc còn thao tác làm việc nó sẽ dễ dàng hơn ha. Rồi, bây giờ á mình sẽ mở cái dây thắt lưng khóa bấm cho anh em tham khảo ha. Một bộ đai điểm lưng anh em, mình thấy á, nếu mà anh em không làm việc trên cao á, thì tốt nhất anh em lựa chọn những cái bộ dây thắt lưng khóa bấm như thế này để lúc mà anh em đeo vào người hay là tháo ra nó sẽ tiện lợi nhất có thể ha. Đây là cái dây thắt lưng khóa bấm bằng kim loại anh em, cái phần khóa ở đây á, nó được làm bằng kim loại rất là chắc chắn đó. Đây giúp cho anh em thao tác khi mà đeo đai hay là tháo đai nó sẽ nhanh gọn lẹ hơn đó. Rồi đây nó sẽ có cái phần khóa này anh em, cái phần khóa này á lúc mà mình gửi cho anh em á, nó sẽ có hình thái như thế này ha. Đó, thì mình chỉ cần là tháo cái dây này ra, mình lấy cái đầu này ra để mà anh em có thể luồn vào trong đây. Tại vì lúc mà mình luồn vào túi á thì mình sẽ phải luồn qua những cái túi sau đó mình mới gắn lên đây. Còn nếu mà anh em gắn trên đây thẳng luôn á thì chỉ cần là mình gỡ cái dây thắt lưng này như hồi nãy mình nói nè anh em. Đó, mình gỡ mấy cái con đĩa này ra rồi mình đeo xuống. Ha, sẽ rất là dễ dàng ha. Ở trên cái điểm của mình á, những cái con đĩa ở ngay phía giữa nè anh em, anh em có thể dời vị trí nó được ha, nó dời vị trí như thế này nè, anh em có thể đẩy tới để lui được để nó ôm vào đúng cái vị trí của cái túi nào mà nó nặng nhất á thì anh em đeo ngay vị trí đó ha, hoặc là né những cái túi hay là những cái bát đeo của mình để có thể là tăng cái diện tích hơn đó anh em. Mình có thể luồn như thế này. Rồi khi mà anh em luồn xong á thì anh em kéo như vậy ha. Ở đây anh em mình sẽ có một cái cọng dây hung nè, cái cọng dây hung này á thì khi mà anh em đeo cái thắt lưng á thì mình sẽ gỡ nó để bên ngoài đi trước ha, tí mình sẽ gắn vào. Rồi ở đây mình sẽ ốm lên người của mình ha anh em, đây mình ốm lên người rồi mình lấy cái khóa này mình đeo vào, anh em có thể bấm đây trước đó, rồi sau đó anh em cứ chỉnh làm sao mà cho cái cảm giác mình là thoải mái nhất ha. Tại vì mình đeo mấy cái bộ túi bộ đai này anh em thì anh em đeo sao mà cảm giác cái người đeo là thoải mái nhất là được rồi các bạn. Đó, mình sẽ đeo như thế này à. Rồi đây mình sẽ luồn cái cọng dây này vào, thì đây như anh em thấy khi mà mình đeo như vậy á thì nó sẽ dư cái phần cuối nè, thì mình sẽ tháo cái đai ra, mình sẽ sử dụng cái cọng khung hồi nãy để mà mình nịt lại cho nó gọn ha anh em, không bị hở ngoài. Thì những khi mà anh em đeo những cái công cụ, những cái bát đeo vào rồi á thì nó cũng sẽ che được thôi anh em, nhưng mà như vậy thì nó sẽ rất là gọn gàng ha, nhìn sẽ gọn gàng tỉ mỉ hơn, nó không có bị dây nó dư thừa nó quệt tùm lum ha anh em. Rồi đây mình sẽ đeo cái điểm vào. Như anh em thấy đây là một cái bộ điểm GTX, thì cái chuẩn này á khi mà anh em 10
miền nào người Việt Nam mình đeo, anh em đeo lên á dưới tầm 70 kg đổ lại á, thì đeo nhìn nó sẽ cũng rất là gọn gàng ha anh em, không quá bự không quá to, nhìn nó không có bị hỏng hố quá đâu anh em. Đeo nó lên nó rất là gọn. Thì khi mà chúng ta trang bị những cái bệm như thế này rồi á, thì anh em có thể là đeo như anh em cần cái gì á thì anh em đeo đó lên. Ví dụ như là anh em có thể hỏi mình tư vấn cho anh em cần một cái túi đeo nè, một cái mắt, một cái túi đeo máy bắn dít. Đây ví dụ đây. Khi mà anh em cần một cái túi đeo máy bắn dít á thì anh em trang bị lên như thế này. À, túi kiềm dít á thì anh em có, nếu mà hận tay phải thì anh em có thể đeo đây luôn, hoặc là anh em có thể đeo bên tay trái ha. Hay là anh em nào mà muốn đeo những cái công cụ gì đó đặc thù á, thì khi mà anh em lựa chọn một cái đai rồi á thì cứ cần cái công cụ nào á thì anh em cứ nhắn với mình, thì mình sẽ tư vấn cho em từng cái túi, từng cái bách đeo để có thể đeo lên trên đây cho nó dễ dàng ha. Ở đây một cái điểm lưng GTX với tầm giá 400, thì anh em có thể nhắn chi tiết với mình hoặc là nhắn vào giỏ hàng á để xem cái giá chi tiết hiện tại ha. Nhiều anh em có mã giảm giá, giá nó sẽ tốt hơn rất là nhiều luôn anh em. Cảm ơn anh em ha.